ngày xưa mà mình còn trẻ mà, thì sư phụ luôn luôn lúc nào cũng có một câu cho bản thân mình, tuy rằng cùng nhưng mà không bao giờ khiển trách mình, không bao giờ hành hạ bản thân mình, luôn luôn cho mình là đời con người không ai hoàn mỹ, luôn luôn lúc nào cũng trong câu mình, trong tâm mình có câu này, để gì? Để trấn an những sự ý mị của mình, những sự gọi là kéo mình xuống những cái sự gọi là vô cùng thấp để mình không thể vươn lên được. Cho nên lần sư phụ thường nói cho bản thân mình cái câu này: con người không ai hoàn mỹ. Sau khi hăng say đi đến những tìm những cái đất nước Phật giáo vân vân, nhưng mà dĩ nhiên biết rằng Ấn Độ là như thế nào, bởi vì trong tư liệu khắp mọi nơi sư phụ đã từng đọc, và trước đó đã có đi đến Ấn Độ một lần, nhưng mà lúc đó quá nhỏ, không hiểu biết gì nhiều, chỉ có chơi thôi, rồi đi ngắm cảnh ăn uống thôi, nhưng mà cũng có tham gia nhiều những cái hội thiền vân vân rồi, nhưng mà không có để ý, không quan tâm được nhiều thôi. Nhưng mà thời gian rồi đi về, lớn lên rồi bắt đầu đi đó, lúc đi rồi thì dĩ nhiên sẽ hăng say vô cùng, mong muốn mòn mỏi đi tìm ra được chân sư tu hành, tìm ra được minh sư, và trong tâm luôn nào cũng mơ ước đi đến cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, một dãy núi mà trong lịch sử của loài người đi vào thế giới tâm linh, ai ai cũng ước mơ được đến đó và ngắm nhìn những cái vẻ đẹp thiêng liêng, sâu sắc, quyền ảo này, quyền diệu này của cái thế giới tâm linh bao phủ cái dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Gần người thế gian còn khổ lắm, ngồi
chi đây cho oan gánh nặng. Hãy nhấn thích video và nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube Master Ruma Official để nhận được thông báo về những thước phim mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mời quý vị đón xem những phần tiếp theo.